Làm gì mà cười cười vậy? Không phải vậy. Con làm gì con cười? Không phải, con đang học 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 cái học gì vậy? học nước ngoài. Học nước ngoài hả? Nước ngoài là cái gì? Nước ngoài là đa đó. Ồ, con học nhiều nước không? Dạ có nhiều lắm Ồ, gì đó hả? nha. Vậy mẹ hỏi con thủ đô của vài đất nước thử con biết không nha. Ok. Ừ, tự tin. Cố lên. Ừ. À, thủ đô của Hàn Quốc là ở đâu ta? Ồ, Việt Nam. Hà Nội. Ồ, Nhật Bản. Nhật Bản hả? Ừ. Tokyo. Mỹ. Mỹ hả? Mỹ của Washington DC. Trời trời. Trung Quốc. Beijing. Singapore. Singapore. Pháp. Paris. Trời ơi. Italia. Roma. Iran. Tehran. Trời trời. Brazil. Brasilia. Canada. Ottawa. Giỏi dữ vậy ta. Hỏi câu gì khó khó xíu. Nga. Moscow. Úc. Ừ. Canberra. Giỏi dữ ta, mẹ không nhớ luôn nè Vi. Thái Lan. Thái Lan. Ừ. Thái Lan thành khu. Trời ơi. Campuchia. Phnom Laos. Lào. Penh. Ừ đúng. Để mẹ hỏi một cái đất nước thật là hạnh phúc nè. Bhutan. Thiên Trời trời. Sao nước nào không biết chân ta? Hồi nãy mẹ hỏi nước Pháp chưa? Đức. Đức là tốt gì? Đức là nãy hỏi chưa? Đâu nói lại coi. Paris. Vậy đó hả? Nãy hỏi rồi hả? Để mẹ hỏi một cái đất nước thật là xa xôi nè. Trời, chuẩn bị nha. Peru. Lima. Ồ. India. India. Nên Phnom Penh. Ủa, anh ok đó, con nhớ luôn à. Hey. Ôi trời ơi, India. New Mà sao? Ôi trời ơi. Myanmar. Delhi. Ceko. Lepido. Trời. Hungary. Budapest. Trời, phải không chàng nhé? Trời. Mày không nhớ luôn á. Luxembourg. Luxembourg. Monaco. Monaco. Bây giờ là mẹ hết cái đường hỏi rồi, bây giờ mẹ chuyển qua cho ba hỏi con ha. Ok, cố Ok. lên. Đó lên. Lên. Swiss. Swiss. Peru. Mexico. Mexico City. Spain. Spain. Madrid. Trời ơi. Giỏi dữ vậy ta. Ba đi. Indonesia. Jakarta. Trời ơi. Hỏi hỏi qua bên dòng Đông Nam Á đi, nãy mày hỏi cái gì Đông Nam Á chứ ta. Philippines. Manila. Hồi nãy giờ hỏi thủ đô của nhiều đất nước rồi đúng không? Bây giờ mày hỏi là nước Việt Nam với nước Hàn Quốc là nước nào đất rộng hơn? Miền Nam. Ồ vậy hả? Dạ Miền Nam bự không ba? 3 lần. Trời ơi, dữ khôn vậy ta. Vậy đó hả? Vậy thì đất nước Hàn Quốc là rộng đứng bao thứ bao nhiêu? 109. Đúng. Còn Việt Nam? Còn Miền Nam hả? Còn Miền Nam là 66. Trời ơi, biết vậy luôn. Dạ. Đặc sản của Việt Nam là cái gì vậy? Món ăn á. Phở. Đúng. Hủ tiếu. Trời, hủ tiếu nữa. Bánh mì. Bánh mì. Với có trái cây nhiều. Đúng. Có nhãn luôn. Trời ơi, có nhãn nữa. Người Hàn Quốc. No, no, công sơn. Cơm sườn. Cắm sừng. Ừ. Hàn Quốc rồi sao? Đặc sản. Nè, với có ở Việt Nam là có nhảy vậy nè nè. Pechi Nam. Ồ, nhảy vậy luôn hả? Trời ơi. Ừ, đó, đó. Rồi nè. Rồi đặc sản món ăn Hàn Quốc là cái gì? Đặc sản là có kim Đúng. Vậy có cái gì nữa? chi Cái câu này không nói được hả Vi? Hả? tinh Thịt gì? nè. Với có Thịt bò. Cái này là thịt nướng nè, thịt xào nè, rồi có cái gì nữa, món cơm trộn nè. Cái này là giống như là gành Việt Nam hơn Hàn Quốc nè. Con thích đi du lịch Nhật Bản không? Vậy thì món ăn đặc sản của Nhật Bản là cái gì nữa đây? Nhật Bản hả? Ừ. Cái này dễ quá à. Cái nào? Nhật Bản là Ibon đúng không? Đúng. Là có Tokyo món ăn,
nhiều đúng không? Ừ. Là kia là takoyaki. Đúng. Datto. Ừ. Ramen. Ồ. Có gì nhiều. Đúng. Rồi có cái gì nữa? Sushi nữa đúng không? Sushi. Đúng. Rồi ở Mỹ. Ở Mỹ hả? Ở Mỹ là con bé. Cái gì? Hot dog. Ồ. Dưới donut. Ồ. Hamburger. Trời ơi, giỏi ta. Rồi mẹ hỏi cái nữa nha. Rồi mẹ thích đi du lịch Trung Quốc. Giới thiệu vài món ăn đặc sản của Trung Quốc đi. Ok, con bé giỏi lắm luôn. Với con muốn đi Trung Quốc tại Trung Quốc là đẹp lắm luôn. Ừ. Đúng không? Tao giới thiệu vài món ăn coi. Bánh bao. Ồ đúng. Với có tangaroo. Rồi ăn cái đó bị sâu răng đó. Sâu răng nhưng mà ngon. Ừ, vậy đó hả? Còn món nào nữa không? Với có thịt gà. Thịt gà hả? Ừ. Trung Quốc là đặc sản thịt gà sao? Có. Mẹ tưởng đâu là vịt quay chứ. Vịt quay. Rồi bây giờ mẹ muốn đi châu Âu chơi nè, con giới thiệu về cái món gì ở bên nước Italia đi. Italia? Ừ. Là có món hai cái. Hai cái gì? Con là biết món hai cái thôi. Vậy đó hả? Ừ. Món gì vậy? Món kia là pizza. Ồ. Spaghetti. Ồ vậy đó hả? Có vậy thôi. Ồ có vậy thôi hả? Ừ. Thôi vậy mình về Việt Nam mình chơi đi. Ăn nhiều món hơn. Việt Nam là thứ. Mẹ ơi. Ê. Con nhảy một lần được thôi mẹ. Nhảy một lần hả? Nhảy nữa? Dạ. Nhảy cái gì dạ? Ôi ôi. Nhảy cái điệu lamba cha 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 đi. Rồi con bé ba của chú đi. Nè, bây giờ nhảy nha. Ồ, chưa nhảy đó hả? Mẹ tưởng nó nhảy xong rồi. 1, 2, 3. Ồ, giờ mới nhảy đó. Trời ơi, không có nhạc còn có nhảy luôn. Ôi ôi. Vậy đó. Bạn đồng mà nhảy không thấy cái gì trơn luôn. Ôi 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 ôi. Trời ơi, giật giật luôn nè. Rồi, được rồi đó. Rồi, con chào cô chú. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye.